Xin chào các bạn nhá, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Tây Bắc. Đấy, hôm nay thì lại có mặt ở phiên chợ Châu các bạn. Đấy, chợ gia súc Cốc Ly vào ngày 26 tháng 9 2023 các bạn. Bây giờ đã rơi vào tầm 10 giờ trưa rồi. Mọi người thì đang không bán được trâu ạ, không bán được trâu, mang trâu xuống dưới kia để chọn trâu kìa. Đấy. Còn trâu ở trên chợ còn rất là nhiều. Đấy. Video ngày hôm nay thì mình sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người nhé. Với thời điểm hiện tại trâu vẫn còn ế lắm các bạn. Đấy. Nhiều người đi buôn trâu kêu chán, không bán được trâu, rồi đi bán trâu tản lỗ thôi. Chợ trâu nói chung là buổi sáng ngày hôm nay thì khá là nhiều trâu, nhưng mà một số không bán được, người ta đã lắng quá, người ta không chịu được, người ta cũng dắt trâu về rồi. Đấy, chúng ta đang đứng ở chợ phiên nhé. Trâu đấy, chợ trâu toàn trâu, bò thì cũng có nhưng mà số lượng ít các bạn. Đây có dòng trâu cặp, không biết là người ta bán bao nhiêu. Nhưng mà với cái giá bình quân hiện tại mình tìm hiểu được thì nó chỉ rơi vào tầm 60 đến 70 đây. Đấy là giá dòng trâu thịt, dòng giá hơi dòng trâu thịt đấy các bạn. Đây là trâu cặp này. Cặp này con mẹ này nó còn non này các bạn này. Con mẹ này mới đẻ lứa đầu đây các bạn. Một con mẹ non dòng bình thường. Đây này, người ta lại chở trâu đây. Cái này là không biết là người ta chở về hay chở đi đây. Không biết là có bán được hay không các bạn. Một số ngày hôm nay mình đi quay thì nhiều người bảo không bán được, chán là về. Kiểu bán không được giá ấy. Người ta bắt lại giá cao, còn người mua thì trả giá thấp. Nên chán quá không bán được mang về. Đấy. Đây là trâu cặp này. Cặp trâu này cặp trâu tơ. Đấy, con mẹ thì nó còn non. Nói chung là con mẹ thì nó đẻ nửa đầu. Đấy, chính xác là nó đẻ nửa đầu. Thì mình bảo là nó còn non. Và đây con nữa này. Con này thì nó đang bú sữa. Và với giá hiện tại thì con này nó chỉ rơi vào tầm 10 triệu mình đến tầm 10 triệu đây. Đấy. Con này nó còn đẹp nhá. Nếu con xấu nó chỉ rơi vào 8 9 triệu. Con này nó rơi vào tầm 5 tháng tuổi rồi. Đấy, báo là chắc là 10 triệu, người ta chỉ trả chắc là 9 triệu, 8 triệu, 9 triệu. Đây con mẹ khá là hiền. Đây là dòng trâu cặp nhé các bạn nhé. Đấy, cặp này thì nó rơi vào tầm 26, 27, 28 triệu. Nói chung là không có chủ đây thì mình đoán vậy thôi. Vì dạo này bán rất là ế nên mình cũng lười đi hỏi. Bởi vì người ta không bán được, xong rồi trời cộng với trời nắng nữa, toát hết mồ hôi nữa, không bán được lại thấy mà thằng đi quay suốt ngày trên chợ đi hỏi đấy, báo giá linh tinh. Nên người ta cũng có khi là người ta nói là người ta cũng không thích. Nên là mình dạo này rất là ít khi hỏi giá trâu các bạn. Mình chỉ quan sát là trên chợ trâu người ta bán được giao dịch, sau đó là mình sẽ chia đều ra bình quân ra xem giá nó khoảng là ở mức độ như thế nào. Đấy, bán chạy hay không, hay là và giá cả hiện tại thì nó như thế nào thôi. Nói chung là mình sẽ cố gắng hết sức là hỏi được ai thì mình vẫn hỏi, còn nếu mà không hỏi được thì thôi các bạn. Đây này, hai cặp trâu này vẫn chưa bán được này, hai mẹ con đang đầm bùn để tắm bùn, tắm để dưỡng da các bạn, tắm cho nó mát đấy, trêu các bạn là tắm để dưỡng da thôi. Nói chung là trâu tắm bùn rất là tốt nhé các bạn nhé. Người tắm bùn bẩn như này thì gọi là bẩn, mất vệ sinh. Nhưng mà trâu thì càng tắm lại bùn thì càng tốt. Bởi vì nó diệt những con vi khuẩn ở trên da. Bởi vì nó không có cái tay đấy, nó chỉ có chân đi thôi, không có tay để gãi hoặc là cào những cái con ve, con ký sinh ở trên người nó. Nên nó phải nhờ đến bùn, nó cọ sát vào để cho nó rơi rụng ra những cái con ký sinh ra. Thì nó sẽ, trâu nó sẽ khỏe mạnh hơn. Đấy, và nó sẽ mát hơn. Hai con trâu, trâu mẹ và trâu con. Đấy. Chợ đấy các bạn.
Ở đây có một con trâu to vẫn chưa bán này. Con này mình nhớ sáng mình nai trực tiếp cho các bạn rồi. Con này người ta đang giao với giá là 47 triệu ạ. Một em trâu đực. Đấy, cũng béo. Con này đô cây. Cặp sừng của nó thì bình thường thôi. Nói chung là dòng trâu trâu thịt, trâu kéo. Đấy, rất là khỏe các bạn. Con này rơi vào tầm bao nhiêu tạ. Đấy. Nói chung là con này người đẹp nhé. Ngoại hình đẹp quá. Con này rơi vào tầm 6 tạ 6, 6 tạ 7. Nói chung là nó trên 6 tạ các bạn. Đấy. Con này cũng cao ráo đẹp này. Con này hiện tại bây giờ là cao 1m37. Đấy, gần 1m4 các bạn. Ui, hai con to thế, con này cũng to. Đây. Đây, anh này dắt một con to này. Con này nó to ngang với con mình đang quay cho bạn xem đấy. Những cái con này nó rơi vào tầm 47, 48 triệu. Đấy, khá là to. Ngày hôm nay thì có vài con to như thế này các bạn. Còn những cái dòng mà từ dưới 40 triệu thì khá là nhiều. Trâu cặp, trâu giống có hết. Đấy, nó to như con này này các bạn này. Nó to hơn con này một tí. Thì con này người ta báo 47. Con đấy chắc là người ta phải báo là 49-50. Xuống một tí nữa là vừa các bạn. Đấy là người ta báo vậy thôi. Còn bán ấy thì phải tùy thuộc vào người mua các bạn. Còn người ta thì báo giá, bao giờ báo giá nó lệch hơn một tí để cho người bán. Họ sẽ trả rẻ xuống là vừa. Đấy, trả xuống một giá, hai giá hoặc là 5-6 giá gì đấy. Ở đây thì chợ phiên này cũng có khách du lịch, người ta đi ngắm cảnh, đi chơi để xem các bạn nhé. À, khách du lịch kìa. Nghé này, đây là những con nghé, nghé rất là bình thường, nghé phổ thông. Nghé này mình hay gọi là nghé phổ thông các bạn. Trâu. 200 trâu là nhiều đấy. Gửi thằng Phong về thôi, cháu có đi xe về, đi xe lên đâu? Cháu đi gửi xe thôi, hôm qua cháu đi nhờ lên đây, về hôm qua cháu đi chợ lên luôn. Đây có một con trâu to này các bạn này. Ngày hôm qua là có mưa các bạn, nên hôm nay bẩn lắm, bẩn như cái ruộng ấy. Đây này, con trâu nó đầm. Cái chỗ này là cấy được luôn nhé các bạn nhé. Nó đầm nhão hết cả đất ra. Bùn. Không phải bừa mà trâu nó bừa luôn. Ở video này thì mình chủ yếu là quay tổng quát cho mọi người xem số trâu bò ngày hôm nay thôi. Đấy. Và thông báo cho mọi người là trâu vẫn bán chậm lắm và giá nó cũng không được cao. Thế thôi. Mục đích là chỉ có hai cái mục đích thôi. Còn về quay hỏi giá cả thì bây giờ nó chỉ rơi bình quân từ 65 đến 70 thôi. Đấy. Giá hơi nên nó cũng chưa được cao, nó cũng giống như mấy tuần trước thôi. Và tuần này mình thấy là bán có vẻ như là ế hơn các bạn. Bán chậm hơn. Ở đây là có mấy con nghé con này. Đấy, mấy con nghé mới sinh được tháng rưỡi, 2 tháng mà đã đi chợ để bán cả cặp này các bạn này. Đấy. Ôi, đây có đàn nghé con này. Một con, hai con, ba con. Hai con này chắc chắn là người ta không bán lẻ rồi các bạn. Người ta bán theo cặp rồi. Chứ bán lẻ một con kia thì chắc là chỉ về làm thương phẩm luôn. Mà làm thương phẩm luôn thì rất là tội nghiệp cho những chú trâu này các bạn. Đây. Đấy, trâu trắng này.
Đấy, chợ ế quá các bạn, nên là mình cũng không quay nhiều. Quay để cho mọi người biết là tình hình chợ trâu ở phiên ở Công Ly và Bắc Hà nó diễn ra như thế nào thôi. Đấy, nghe con nằm la liệt ở đây. Ở đây cũng có con trâu đang đầm này. Đấy. Đấy, đây có con trâu form nó cũng được phết này. Đấy. Về cơ bản là cái form hình của nó đẹp. Nó đang tắm bùn ở đây các bạn. Đây là một con trâu đực này. Đấy. Mới cái tầm này thì nó chỉ trên đầu 2 thôi. Và người ta đang báo là tầm 25 triệu. Đấy. Nếu mà báo 25 thì người mua chết người ta chỉ, con này người ta chỉ trả với giá là 22 hoặc là 22,5. Đấy. Người ta trả rất là rẻ các bạn. Nói chung là bây giờ là đến thời điểm hiện tại bây giờ là trâu vẫn ế đấy. Và giá lại thấp nữa. Chúng ta đang đứng ở trên cao các bạn, ngắm xuống toàn bộ khu vực ở chợ Châu. À, bây giờ thì là có một số xe người ta đã đóng xe về rồi. Đấy. Có người nào mua được thì người ta cũng cho về. Và một số không bán người ta cũng dục dịch bắt đầu cho trâu lên xe và về. Vì là mùa hè rất là nóng. Đấy. Rồi ok các bạn nhé, có lẽ là video mình hôm nay mình cũng quay ngắn thôi. Cực kỳ là ngắn trong các loại video mình quay về chợ trâu đấy. Bởi vì là trâu bán cũng chậm này, ế này đấy, và không bán được. Và nhiều người kêu cũng là dạo này ế lắm, không bán được đấy. Và toàn thua lỗ thôi. Nên là mình cũng ít hỏi. Và chủ yếu là quay cái khung cảnh cho mọi người xem là chính thôi. Xin tạm biệt các bạn nha. Hẹn lại mọi người vào video sau.